đâu mà lại quên. Hai năm nữa hả? Chắc phải năm sau à? Không, 2 năm. Ok, rồi. Hết rồi, cảm thấy mọi người hy vọng cái kỳ của Duy Nhân này không có nhiều cái sơ xuất để mà mọi người muốn hẹn 2 năm nữa. Chiếu từng người nha, bây giờ tới vui vẻ, có gì để nói hơn không à? Cảm ơn ban tổ chức Cali đã cho các bạn buổi học bản thân. Hello.